Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương về việc có một số đối tượng giả danh fanpage Facebook của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Cụ thể, vào ngày 6 tháng 2, do cần rút tiền bảo hiểm xã hội trước thời hạn nên chị V, sinh năm 1992, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, đã sử dụng tài khoản Facebook của mình để bình luận vào một bài viết trên trang fanpage Facebook có tên Bảo hiểm xã hội và được hướng dẫn liên hệ trực tiếp với bộ phận tiếp nhận hồ sơ có tên Facebook là Nhàn Thanh. Sau đó, chị V được tư vấn và hướng dẫn không mất tiền phí, chỉ cần làm hồ sơ rút tiền và nộp số tiền 1 triệu đồng một hồ sơ. Đến ngày 10 tháng 2, chị V nhờ Nhàn Thanh làm hai bộ hồ sơ để rút tiền cho hai vợ chồng, với lời cam kết tổng số tiền hai vợ chồng chị nhận được sẽ là 202 triệu đồng. Nhưng theo hướng dẫn của Facebook Nhàn Thanh, chị V đã chuyển tổng số tiền hơn 109 triệu đồng tới số tài khoản 10210007230. Tên chủ tài khoản là Lê Nam, sau đó chị V vẫn không rút được tiền và không liên lạc được với Nhàn Thanh nên đã trình báo cơ quan công an. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trước đó tại thành phố Hồ Chí Minh và An Giang cũng đã xảy ra tình trạng tương tự. Ngày 26 tháng 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân một xe tải lật đè lên trên lan can cầu Kênh Sáng khiến thùng cá bị bung ra rơi vãi xuống đường. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, tài xế Trần Văn Út, 70 tuổi, ngụ phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, lái xe tải đông lạnh chạy trên quốc lộ 1 hướng từ Mỹ Thuận đi Trung Lương. Khi xe tải đông lạnh vừa lên dốc cầu Kênh Sáng, đoạn xã Long Định, huyện Châu Thành, thì phát hiện phía trước có xe tải khác bị hư hỏng đang dừng trên cầu. Lúc này, tài xế Út lái xe tránh khiến cho chiếc xe bị chao đảo, rồi va quẹt vào khoảng 20 mét lan can và bị lật nằm đè lên trên lan can cầu. Tại hiện trường, thùng xe tải đông lạnh bị bung ra, cá từ trên xe rơi xuống đường. Vụ va vẹt cũng làm trụ đèn chiếu sáng trên cầu đổ ngã xuống. Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương rà soát khắc phục các khó khăn vướng mắc có liên quan tới đổi giấy phép lái xe trực tuyến. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì khẩn trương rà soát khắc phục các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên cổng dịch vụ cổng quốc gia. Đồng thời cần chấn chỉnh công tác trực hỗ trợ giải đáp kịp thời các vướng mắc để phục vụ người dân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe. Kết quả rà soát yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam phải báo cáo Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 28 tháng 2. Theo phản ánh từ phía người dân, việc cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến hiện đang gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt liên quan tới giấy khám sức khỏe. Người dân phải đi khám sức khỏe lấy giấy chứng nhận, sau đó ra Ủy ban nhân dân xã phường để chứng thực điện tử, tốn nhiều thời gian công sức hơn đi đổi trực tiếp. Trước tình trạng tràn lan quảng cáo sai sự thật về thực phẩm chức năng, đặc biệt là việc giả danh mượn hình ảnh nghệ sĩ, diễn viên và bác sĩ để quảng cáo, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân phát hành quảng cáo sai sự thật, quảng cáo chưa có thẩm định của cơ quan y tế, đồng thời có biện pháp mạnh với Facebook, Google, YouTube, yêu cầu họ thực hiện nghiêm túc pháp luật Việt Nam về quảng cáo. Cục An toàn Thực phẩm cũng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch tuyên truyền quy định của pháp luật về quảng cáo, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân và nghệ sĩ tham gia quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tác dụng như thuốc chữa bệnh, thổi phồng công dụng, nêu các thông tin chưa được kiểm chứng, quảng cáo các thông tin chưa được cơ quan chức năng kiểm duyệt, gây ảnh hưởng tới sức khỏe và kinh tế cho người tiêu dùng. Theo Cục An toàn Thực phẩm, hiện nay các vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng rất đa dạng, khó kiểm soát, khó xử lý. Trong đó, các vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng, đặc biệt trong môi trường mạng, trên các website, thương mại điện tử, Zalo, Facebook, YouTube, có chủ thể đặt máy chủ tại nước ngoài khó kiểm soát và không xác định được chủ thể quảng cáo vi phạm nên khó xử lý vi phạm. Antti Ahtomäen của đạo diễn người Pháp Nicolas Philippe về một trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần nằm bên bờ sông Seine của Paris vừa được vinh danh giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim quốc tế Berlin 2023. Trong bộ phim dài thứ 11 của mình, Philippe đã dành nhiều tháng sinh hoạt trên một chiếc xà lan để phục vụ cho quá trình ghi hình. Ông mong muốn thông qua bộ phim có thể đảo ngược cách nhìn của xã hội với những bệnh nhân tâm thần, những người luôn bị phân biệt đối xử và kỳ thị.